Hai anh em mình là Duy, Ưng là Duy, chủ sạp gỗ Ưng Gia. Thì hôm qua bên mình có phun hai tấm sạp khá lớn, một tấm vuông mét 7 và một tấm phê, một đầu 2m18, 2m3, khá là lớn, cũng rất là đẹp ạ. Thì bên mình có quay lại một vài cái khoảnh khắc đó, thì hôm nay mình xin phép được tổng hợp lại để gửi đến anh em cái clip này. Clip cũng rất là hấp dẫn ạ. Anh em xem cho vui, xem thư giãn, xem cho biết cũng được. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Chào anh em ạ. Hiện tại thì bên mình sẽ phun hai tấm, một tấm 2m1, đầu 21, 23 và một tấm vuông 1m7 bên đây. Đấy. Anh em ra chà nhám để cho sấy nó phun nó dính hơn, nó sạch hơn, nó bay đi những cái bụi mịn phía trên. Nghe anh em, hai tấm đều đẹp không tì vết cả. Đấy. Thì trước khi quay thì rất là bụi, thì bên mình sẽ phun nước trước để hạn chế cái bụi mịn đã bay lên tấm sọc, làm nhám tấm sọc sợ không có sướng, nằm không có đã. Đây là xưởng sau khi phun nước xong cho nó bớt bụi mịn. Để mình để nước luôn trên đây là có bụi bay tới thì nó sẽ dính luôn trên mặt nước anh em ạ. Chứ không có lâu. Đấy. Đã tạt nước ẩm hết xung quanh rồi. Hôm nay cũng có gió, mà hy vọng tạt nước đậm như vậy thì nó sẽ bớt đi bụi rất là nhiều. Hy vọng là vậy. Tấm mình sơn đầu tiên sẽ là tấm đây này ạ. Tấm ngang 2 mét, đầu 2 mét 18, đầu 2 mét 3, dài 4 mét 12 và dài 20 phân. Len ken đẹp không tì vết. Dạ. Có đường chun xùn rất là hay. Rất là lạ. Sẽ quay trước cho anh em xem. Đấy, không có đường nấc tim luôn anh em nha. Vằn rố vằn chùn có đầu cả. Chuẩn bị sao rồi? Trước khi phun thì mình sẽ cho anh em xem lại cái video hoạch thô của tấm này nha anh em. Được bào ra tăng ra và không lỗi không tì vết, bề mặt không hề có một dấu lỗ nào ạ. Anh em xem này. Anh em bên mình đang chuẩn bị phun đây. Nãy giờ thì anh Phúc thợ sơn bên mình, thợ cả bên mình đang phun cho nó bay bay bụi lên mặt sập. Phun thật sạch sẽ và có màng lọc nha anh em, để cản bớt đi những cái bụi hoặc là những cái dị vật nhỏ mà mình không thấy. Mình chỉnh vòi phun rất là hấp dẫn ạ. Sau khi sơn hoàn thiện thì cái đường chun đây nó, anh em đang thấy không, nó đang nổi lên, nó đang nổi lên đó anh em thấy không, so với dưới kia nó đâu có nổi đâu, nó so ở dưới đó thì
tầng dưới thì nó không nổi, mà trên đây nó đã bắt đầu nổi lên rồi, anh thấy không? Xong thì cái văng nó sẽ nổi lên đấy, những cái đường văng bên đây anh em thấy nó rất là khác biệt với cái đường văng bên đây đấy. Đường văng chỗ mà đã có phun lót phun hoàng bêu vào thì nó nổi lên rất là nhiều. Và thêm nữa, tấm cẩm đây rất là hợp ánh sáng nha anh em. Nếu mà anh em để trong nhà mà đầu tư bóng đèn vô nữa thì đẹp miên man luôn, đẹp mê man luôn đấy. Và không phải là một nếu mà anh em nào đã xem những cái clip phía trước rồi thì anh em sẽ hiểu là bên mình sơn rất là nhiều nước, chứ không phải là chỉ một nước như thế này đấy. iPhone em đâu Phúc, có mang không cho anh mượn xe mười mấy giây. Để chút mình đang test xí. Sau khi đợi cái nước này thấm thì mình sẽ phun trồng lên. Anh em để ý ngay chỗ cái đường văng chun nha, đường chun sùng nha, chuẩn bị nó sẽ nổi lên nè. Đấy. So sánh giữa hai bên, một bên là sơn lót và một bên BO là thấy rất là khác biệt rồi anh em ạ. Bên này bên lót, bên này bên BO. Gió dữ rồi. Và mình sơn hoàn thiện thì mình sẽ sơn cho cái bề mặt nó căng lên nha. Hiện tại đây là nó cũng tương đối nó căng rồi, do mình đang phun theo yêu cầu của anh khách theo cái loại sơn đặc biệt nên tương đối căng, nhưng mà mình phải còn phun thêm 2-3 lớp nữa. Anh em thích những sản phẩm nào có yêu cầu khắt khe thì hãy liên hệ bên mình, mình sẽ tìm cho anh em, hoặc là cái kia anh em phải cố gắng đợi, bởi vì những cái sản phẩm đẹp thì đâu phải dễ có đâu, phải chờ đợi, cần phải có thời gian để tìm kiếm, để sưu tầm thì nó mới có. Chứ nếu mà tấm nào mà cũng đẹp như nhau thì thì không thấy được cái giá trị của những cái tấm đẹp như vậy. Cuối video mình sẽ quay lại tổng thể cho anh em xem nha. Giờ mình chỉ sơn cái quá trình phun cho anh em xem thôi. Nếu mà mình mà đi theo xe được chuyến này thì mình sẽ quay cho anh em xem luôn cái quá trình mà anh em nó cẩu vô nhà tấm này. Đấy, đường chung sùng quá nổi bật luôn ạ.
Hiện tại đây là đang quay trong cái nhà nó tối, anh em thấy nó không được bén lắm, nó chưa nổi bật cái chun sụn lên, cái chun sụn đây nè, đó là những cái đường xung quanh đây nè. Chứ cái đây mà đem ra ngoài nắng thì bao mê luôn ạ. Đó, tấm sập nó đang hình thành dần dần một cái diện mạo mới. Đang hình thành một cái diện mạo mới. Chuẩn bị tiếp nước hai nha anh em. Anh thợ bên mình đang chỉnh lại vòi. Đó, anh em thấy chỗ đây nó khô chưa? Nó đang khô đó. Bây giờ mình phải phun lên cho nó bóng, nó căng. Nó căng cái bề mặt ra giống như lúc nãy vậy ạ. Để mình xuống mình cho anh em xem. Đấy. Anh em thấy nó hơi khô khô rồi. Đây này anh em, chỗ đây anh em sẽ thấy nó khô này, nó không như mặt gương, anh em hiểu ý mình không? Nó khô và nó đang dần rút cái BO xuống dưới cái mặt sọc. Thứ nhất là để bảo vệ cái mặt sọc, thứ hai và làm đẹp làm bóng. Đó, anh em thấy nó khô khô à? Đưa ánh sáng vào thấy khô khô. Còn bên kia anh em nhìn như là mặt gương luôn à? Soi được bóng anh thợ luôn. Đấy, đó là nó đang căng. Thì xí là mình sẽ xem được là nó đã căng chưa, rồi chưa căng thì mình sẽ bổ sung thêm BO cho nó căng về mặt, nó mới sáng cái tấm gỗ và nó đẹp tấm gỗ. Wow, đẹp quá. Ước gì con em đứng gần đây và xem được, và cảm nhận được tấm sọc. Như mình nói qua video thì anh em chưa thể mường tượng được cái độ phê của tấm này đâu ạ. Căng rồi nha anh em. Anh em đợi chút mình có điện thoại cơ. Chun sùn nó căng rồi nha anh em. Đây quay cận cảnh cái đường chun sụn và cái vân cẩm cho anh em xem. Có cả vân rối nha anh em. Rồi vân chun, vân rối. Đấy. Anh em nếu mà anh em nào đã xem nhiều clip bên mình thì anh em sẽ thấy được cái sự đặc biệt của cái tấm cẩm đây.
khác với những cái tấm cảm thông thường, là ngoài văn chun ra thì nó còn có văn rối. Đấy, chun là mấy cái sọc sọc này ngập nắng này, còn văn rối đây này, văn rối này quá đã, không còn gì để nói nữa. Đẹp hết ý anh em ơi, tấm này đẹp xuất sắc luôn ạ. Không phải nói là sẵn đây luôn, chủ của tấm sập đây là anh Quang và chị Huyền ở Đắk Nông. Chủ của một doanh nghiệp bán đồ ăn gia súc gia cầm tại Đắk Nông. Đồng lòng đồng vợ luôn, hai anh chị đều rất là thích gỗ luôn, chứ không chỉ riêng gì anh chồng. Và anh chị đồng ý mua tấm sập này rồi, tấm sập đây đã chốt rồi nha anh em. Mình sẽ quay một cái tấm cẩm văn bình thường cho anh em xem, văn phổ biến cho anh em xem, để anh em thấy được sự khác biệt của cái tấm cẩm này so với những cái mấy tấm cẩm khác. Thôi bị dơ nha anh em.